mà mấy anh cũng phải xử luôn, xử thẳng tôi luôn. Tối ngày 15 tháng 8 tại chốt kiểm soát trên đường Nơ Trang Long thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt một trường hợp vi phạm khá nghiêm trọng. Một người đàn ông tên N đi xe ô tô bán tải vừa vi phạm quy định về giờ giới nghiêm, vừa bị xác định trong hơi thở có nồng độ cồn quá mức cho phép, trên xe còn chở thêm một người nữa là vợ. Theo nguồn tin của báo Việt Nam Plus, trước đó ông N chạy xe từ Cần Giờ về thành phố Hồ Chí Minh sau 18 giờ, bị đội tuần tra gác ở Cầu Bông phát hiện, ông này bỏ chạy, đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở đường Nơ Trang Long thì bị đuổi kịp. Ban đầu, hai vợ chồng còn chống đối và cự cãi khá lâu. Về sau, người đàn ông chấp nhận xuống xe, còn người vợ thì vẫn cố thủ ở trong xe. Nồng độ cồn đo được của ông N là 0,394mg trên 1 lít khí thở. Sau hơn 2 tiếng rưỡi trình bày, ông N mới chấp nhận bị xử phạt và nộp phạt 17,5 triệu đồng. Xe vi phạm sau đó được đưa về đội để xử lý. Ủy ban Nhân dân phường 14 đã hỗ trợ xe để chở cả người lẫn đồ đạc trên xe vi phạm về đến nhà. Trước đó, từ 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Người dân cần phải tôn trọng các quy định, phối hợp cùng lực lượng chức năng để sớm đưa cuộc sống trở về với quỹ đạo bình thường.